Hi, xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là cái Vsmart RT1+. Cái này là đây là phiên bản mắc nhất của Vsmart. Thì hiện tại thì cái điện thoại này thì chưa có cái ốp lưng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận ốp lưng miễn phí nha. Đây. Để nhận ốp lưng miễn phí thì đầu tiên ta vào cái app của Vsmart. Ở đây mình đã nhận được ốp lưng rồi nè. Thì Vsmart có chương trình khuyến mãi tặng ốp lưng nè. Từ ngày 25 tháng 2 cho tới 25 tháng 2 cho tới 22 tháng 3 năm 2019 nè. Đó, các bạn nhớ đăng ký thông tin để được nhận quà nha. Mình thì mình đã đăng ký rồi đó. Thì mình khi các bạn vào ứng dụng của Vsmart, sau đó các bạn vào một thông báo này, nằm góc này đó, xong rồi các bạn nhấn vào chương trình tặng ốp lưng đăng ký ngay đó. Thì ở đây bạn để tên khách hàng, địa chỉ email. Đó. Các bạn nhập hai thông số này, sau đó các bạn nhấn tiếp theo rồi. Và chọn cái địa điểm để nhận ốp lưng. Sau đó thì bạn sẽ được nhờ cái thông báo thời gian dự kiến nhận đó. Khi tới nhận thì các bạn mang theo điện thoại, cái Vsmart mà bạn đã đăng ký, để họ quét cái mã QR để chứng minh cái điện thoại này là đã nhận rồi á. Còn chứng minh nhân dân thì không cần cũng được, tại họ có ghi đây nhưng mà lúc mình tới lấy thì họ không có cần đó. Thì thời gian làm việc của họ là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8:30 đến 12:30, chiều là từ 1:30 cho tới 17:30. Thứ bảy họ làm buổi sáng thôi, là từ 8:30 cho tới 12:30. Thì mỗi khách nhận được một cái thôi. Đây là cái ốp lưng mà mình đã nhận được đó, ốp lưng trong ha, dẻo và cảm nhận là rất là dày nha. Ở dưới đây thì nó có một lớp nhám để tránh chày, để chống chày cho cái mặt lưng này. Đây đó, để mình gắn vô rất là vừa nha, rất là vừa. Thì hiện tại thì cái ốp lưng thì họ chưa có bán trên thị trường, cho nên để nhận ốp lưng thì các bạn chỉ có cách là đăng ký nhận miễn phí. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.